Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Yeah, ngày mới chúc tất cả mọi người vui vẻ nha. Đấy các bạn ơi, hôm nay các bạn ạ, mình cũng làm rất là nhiều thử thách về thi ăn rồi đồ uống các bạn nhá. Hôm nay mình tiếp tục series đó là trận chiến thi ăn chuối bằng chân các bạn nha. Luật chơi rất đơn giản thôi các bạn ạ. Đó là mình đã buộc cái dây vào cái chân này nhá. Và buộc quả chuối đây. Nhiệm vụ của người chơi chúng ta đó là không được nhấc đít lên, đít phải chạm ghế. Và người nào ăn được hết quả chuối đầu tiên sẽ được phần thưởng của mình đây các bạn nhá. Đây này, 5 triệu bạn này. Người chơi ăn thứ hai là ăn quả chanh bé, thứ ba là ăn chanh quả chanh xanh to, và thứ tư đó là ăn quả chanh vàng. Ngày lắm. Hiểu chưa? Không được dùng tay, chỉ được dùng chân. Đấy. Và không được dùng tay ấy vào ghế để nhấc đít lên. Đít phải chạm ghế, hiểu chưa? Hiểu rồi. Ai sai luật sẽ ăn một quả chanh, hiểu chưa? Rồi. Thì các bạn thấy video này mình hay, nhớ like và chia sẻ video của mình các bạn nhá. Đấy. Ai hôm nay mà không ăn được ấy thì sẽ phải ăn những cái phần hình phạt đây các bạn nhá. Đó. Và nếu mà quả chuối này bị rơi ra các bạn nhá, cũng ăn một quả chanh vàng các bạn nhá. Hiểu chưa? Đấy, chân tay phải khéo léo không đứt cuống. Đấy, hiểu chưa? Rồi. Rồi. Thì bây giờ sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 1 2 và bắt đầu. Không cả tới mồm mà. Tại đến rồi. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Dịch vào đây các bạn. Rồi. Mình cũng phải dịch các bạn. Cố lên. Cố lên. Đã bên dài rồi các bạn. Rồi cố lên. Mình phải dịch vào tí nữa. Chị ra kéo ngã. Anh là ra đi rồi. Gành ngã. Cố lên. Sao cao đấy nhỉ. Cố lên. Không đến à. Ôi ôi. Cố lên. Cố lên. Thân giá mạng. Rồi cái rồi đây. Lương nhặt. Lương nhặt. Bây giờ quá bá. Một miếng rồi đó. Một miếng rồi. Một miếng rồi. Mày bỏ chân lắm. Không bỏ. Được luôn. Rồi. Anh ơi. Nhanh ra. Nhanh ra mấy người. Cố lên. Đừng sợ nhau. Ủa. Mất đầu. Hóa thật các bạn. Cố lên. Cố lên. Các bạn bị sợ. Cố lên bảo. Rồi. Một miếng. Ôi. Ngoan đấy. Ơ. Cố lên anh Hoàng. Mà không ơi. Ăn cả vỏ. Cố lên. Rồi, không được dùng tay nha. Gầy nhá các bạn ạ. Đây à. Các bạn đau chân lắm. Rồi. Kéo đứt vỏ á. Ui, vĩa này. Vĩa này. Cố lên. Ôi ôi. Cố lên. Ôi ôi. Mấy cái chính ra đây, mấy cái. Đừng tiếp. Sao đây? Mệt. Đau hết cơ mà. Bạn ơi, mình lo qua bên này tí nha. Không để mỏi mấy cái quá. Rồi. Cố lên. Mấy người chính ra mấy người. Cố lên. Nào nhỉ? Mà đây làm thế nào? Mỏi. Ôi. Rồi cố lên, cố lên. Đau hết chân các bạn. Đấy à. Giờ không tới luôn các bạn. Rồi viễn. Không tới các bạn ạ. Mỏi quá. Đau xe dưới chân đây nha các bạn nha. Rồi cái xà này bằng nhau hết các bạn ạ. Không phải lo à. Đau quá. Bách ngồi xê ra. Đây mình sang bên này tí. Kéo qua bên này các bạn. Đấy. Rồi bắt đầu đi. Con bắt gì? Vừa nó bao mồm rồi các bạn. Cố lên. Bị giấm vào mồm à? Các bạn, công nhận là mỏi chân rồi. Mỏi hả? Rồi. Rồi. Cố lên, cố lên. Đấy, trận chiến này rất là khó bạn nhá. Không hề đơn giản đâu các bạn ơi. Rất là khó bạn nhá. Tôi tăng tiền bạn như cái cuốn nhá. Các bạn cho bạn nhá. Rồi. Rồi, nhanh lên đi. Khó khăn chứ nhỉ? Vì đau chân lắm. Đau. Rồi, cố lên. Mình sẽ ngồi một bên đít này. Đấy, ăn chuối rất khó bạn ạ.
không hề đơn giản. Ui, ngoại thật đấy. Ui. Không được dùng tay. Không dùng tay em kéo qua anh ơi. Rồi. Ôi nó đúng đứa nhỉ. Phải ăn hết nha. Khó vãi. Rồi cố lên. Mình bây giờ có một cách rồi các bạn. Cố lên. Không thể tới. Đấy. Ai ăn sau là người đấy ăn chanh nha. Điên là của ai? Bách vẫn chưa kìa, kéo đứt dây kìa. Gọi đi. Rồi. Cố lên. Xóa rồi, xóa rồi. Rồi, anh Hoàng. Cố lên. Mỏi quá. Ăn rồi. Bút. Bây giờ anh đang ăn ăn luôn các bạn ạ. Kiểu không cắn nữa. Yeah. Bút sâu trong các bạn ơi. Nhanh bò. Rồi. Mình phải giữ độ dài rồi mới tới mồm được các bạn. Rồi. Ôi, rất cô, rất thông minh, rất thông minh. Viên ngu. Viên ngu, viên ngu lại viên chơi ngắn. Cố lên. Mỏi quá. Ai à. Bởi vì anh ai dù chi đang ngửa. Rồi. Ôi trời. Cố lên. Thế thôi luôn các bạn. Cứ cười mình không cả bọn được các bạn. Ôi trời. Rồi. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Đấy, rất thông minh. Ây à. Đau thế. Mình cắn được các bạn ạ. Đau rồi các bạn, từ từ đã. Đau hết háng rồi. Ây. Vỡ đi chỗ. Cố lên. Đấy, xà ra chỗ nào bằng nhau thôi. Cố lên, cố lên, anh Hoàng ngậm được vào mồm rồi. Được đấy, được đấy. Bách còn chưa đớp được miếng nào. Bách còn chưa đớp được miếng nào các bạn ạ. Hỏi con á. Ây à. Cố lên. Rồi. Mút, mút, đúng rồi. Ê. Ông Hoàng chơi đất dây luôn. Đấy, không dùng tay. Wow, tôi ông Hoàng nhất rồi các bạn ơi. Nếu mà rơi, rơi là ông Hoàng thua. Rơi, rơi, rơi. Rồi. Cố lên. Cố lên. Ai. Cố lên. Cố lên. Ui. Ngậm nó đi anh ơi. Rồi. Không thắng được rồi. Cố làm gì nữa. Rồi. Rồi. Đau hết đây. Hoa Vanh chiến thắng rồi các bạn ơi. Thôi được rồi, được rồi, được rồi. Yeah. Rồi, cảm giác thế nào anh? Cảm giác sao? Các bạn đều nghẹn đến giận cố ạ. Rồi, 5 triệu thuộc về anh Hoàng nhá. Đấy, anh Hoàng ra lấy thần thưởng đi. Ây à, ui ơi. Đấy. Nguyên là tê chân các bạn. Thôi. Đấy. Từ từ tê chân. Nguyễn là đất dây à. Đất dây là ăn chanh à. Ok. Rồi. 5 triệu rồi anh Hoàng. Đấy. Ây à. Chanh với lại ấy sắp thủa là thuộc về Bách và Tuệ rồi. Rồi bắt đầu đi. Nhảy lên, diễn sắp xong rồi kìa. Ấy. Ây à. Tê chân quá các bạn. Cố lên. À, không đến nổi các bạn. À. Cố lên. Tọa đây này, tọa đây này. Ấy, tọa cố lên. Mút, mút, mút. Đúng rồi, đừng để đấy.
rất đất cuống luôn mới nhở, không có tí ngắn là không tới đâu, như viễn giờ thì có mút mùa. Đấy đúng rồi, mút từ từ thôi. Cho đất cuống. Rất cố gắng. Viễn là sao là cho nó nhiều. Ôi viễn cái mày này. Nhìn các bạn. Không ăn thua rồi. Ơ? Cố lên. Bực mình rồi các bạn. Wow. Liếm được rồi. Khó được đâu. Bạch này chanh vàng này. Đây là chanh đỏ. Đây chanh vừa này. Mình nghĩ nó sẽ ở cái mức này thôi các bạn nhá. Rồi cố lên. Bạch cố lên. Đấy anh Hoàng chơi mấy cái trò này anh Hoàng giỏi thật. Phát chân lên tay này. Đưa chân tay lên đấy đúng rồi, hãy lên tết cổ lên đấy đúng rồi, nữa đúng rồi, tết mạnh lên tuyệt vời đấy đúng rồi. Rồi vậy cuối cùng có khả năng là ăn no là không gặp được bụng nữa. Miễn ngu bây giờ mút mùa không vào tới mà. Đây là mức tối đa nhất rồi rồi. Cố lên này. Cố lên. Đấy không ăn chanh vàng. Rồi tệ. Tệ rất giỏi. Tệ rất giỏi. Đúng rồi. Mút. Cho nó đất. Cho đất cuống. Mút. Mút hết loại đi á. Mút hết loại đi. Đúng rồi. Đúng rồi, mút nói từ từ. Rồi, bách chối lên, chơi đi. Đau thế. Đau rồi. Từ từ thôi. Đừng lấy răng nghiến vỏ á. Không là nó đứt vỏ đấy. Rồi, cố lên. Dùng môi mắm xong làm đứt quả chuối. Như các anh cổ ấy. Đấy, đúng rồi, rất từ từ thôi. Chuẩn bị rất cuống rồi. Giết mày một cái. Tụt. Đây chuẩn bị rất cuống rồi. Mày lại chơi đi. Bắt mạnh cho nên. Ép người vào, ép. Đúng rồi, ép chân vào người, đúng rồi. Tết đầu lên. Đưa tay, đưa chân lên. Ấn một tay vào đùi gối này để cho nó thẳng đùi gối ra, cho chân ra. Đấy, đúng rồi. Ui, căng nhức cơ. Cố lên. Cố lên. Mọi thật đấy. Đấy trò chơi này rất là gay cấn bạn nhá. Rất gay cấn các bạn ạ. Viết giờ có mút mùa luôn. Các bạn tới. Cải thế nhỉ. Rồi rất gay cấn các bạn ơi. Đúng rồi. Mạnh lên, cố lên. Đưa chân cao lên. Đấy. Xoay xoay cho quả chuối rồi. Du lên du xuống để xóc quả chuối rồi. Bách kỳ vào lắm. Tết luôn. Không đâm được miếng nào luôn. Bách. Ôi. Mệt quá. Rồi. Ngậm vào. Rồi. Luôn hút. Hút xong lấy loại. Ôi. Biết ơi. Viễn giờ có đến ngâm đến tối. Rồi, viễn còn lửa quả thôi. Lửa quả là một vấn đề đấy. Cố lên. Tọa gặp được mà tọa rất đất được cái cuống mà ăn được là thảo. Ôi rồi. Không thì chỉ có xác định. Còn thu viễn. À, các bạn mình biết cách rồi. Đấy. Giờ phải sinh nghiêng đít lên nha các bạn nhá. Không bao giờ. Lại. Rồi. Nằm à. Cố lên. Cái. Cố lên. Không được rồi các bạn, từ từ ạ. Mình sẽ xê dịch qua được. Đấy, mình sẽ nghiêng. Bên nào chẳng như bên nào. Nghiêng thì đúng rồi, được đấy. Đúng rồi đấy.
Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cái. Cố lên. Rồi. Cố lên. Cố lên. À. Dụng là tôi ăn chanh này. Dạy nhà chanh vàng rồi. Chuẩn bị dụng rồi. Anh bình tĩnh nào. Rồi. Cố lên. Cố lên. Đầu thế. À. Hơi mệt đấy, hơi căng đấy. Vì mình đánh chân xong giờ đau hết cơ rồi. Bạch thì từ nãy giờ cứ lê hoay này chết rồi các bạn. Đầu. Thấy đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đặt xuống. Rồi bây giờ ngửa lên. Không được dùng tay. Không dùng tay. Ngửa lên mút từ từ, mút từ từ thôi. Không được dùng tay. Mút cái lõi này đúng rồi. Biến. Biến. Biến sợ, biến sợ rồi. Biến sợ rồi. Rồi. Kiểu gì rồi lói bòn lên giờ mà rơi lói rồi cái mặt lên mặt xuống rồi cố lên há to mồm ra rơi rơi rồi mày khéo rơi. Mình sẽ cố gắng cái mặt ra một phát rồi đi biết giờ biết sợ rồi biết đang sợ ăn chanh rồi. Cố lên bách chỉ đeo đâu được miếng nào rồi bách có miếng nào ép người vào ép người vào như này bách ơi đưa chân này lên cho nó sát viễn bành đi là ăn được đấy đúng rồi viễn cố lên là thắng thắng toại đấy bành nghiêng người ra. Đúng rồi, nghiêng đấy. Kéo anh gãm người. Rồi nghiêng ra. À, nhức quá các bạn. Đấy, tọa cố lên. Rồi. Cố lên, cố lên, cố lên. Wow. Wow. Cái đoạn cuối này mới là đoạn khó các bạn. Cố lên, cố lên. Nó quá. Cái chân này được rồi, cứ hạ xuống sao rồi đấy. Đúng rồi. Đỡ mệt. Ấy, cố lên. Ê, kéo vòi, kéo vòi, kéo vòi. Thế rồi. Cố lên. Ôi. Ok. Ok được rồi. Thế được rồi. Đấy. Còn Viễn và Cú Bách. Viễn Cú Bách tranh giải tranh vàng thế nhỉ? À, tranh vàng và tranh kim cương. Vậy cảm thấy nào? Em mỏi chân, mỏi cổ anh ạ. Rồi. Giờ đứng lên còn gắng. May quá mà mình cũng vượt qua thử thách. Mỏi quá bạn. Rồi, còn giờ còn Viễn rồi. Viễn và Bách đến chán rồi không làm gì đâu ạ. Nó toàn xê dịch xuống bên dưới các bạn. Đây này. Rồi, mình sẽ lấy về dưới dưới của mình nó ăn được các bạn. Đấy đúng rồi. Đúng, chuẩn. Cố lên. Cầm cái gì? Thằng này mất dạy không ăn được rồi. Mất dạy à? Rồi Bách anh đi. Bách xác định chắc ăn chanh vàng à. Bách chanh vàng rồi. Rồi cố lên. Viễn cứ rung lên rung lại rung cuống. Rồi nhanh lên. Bách chia này. Cố lên. Đúng rồi Bách ép mạnh lên. Đớp đúng rồi. Ép chân cao lên ấy. Một chân đưa gót ấy. Một tay đưa gót chân đúng rồi ép lên lên. Ép lên cho lên. Cho lên lên đấy. Cố lên. Đúng rồi. À. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Bánh ơi, cố lên. Đúng rồi, đúng rồi. Há mồm ra. Giật mạnh lên, giật mạnh lên. Cố lên. Sắp ngậm rồi. Từ từ nhá, từ nhá. Nào, đưa chân lên cao. Đấy, đấy. Rồi, ok. Đớp. 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 Ôi. Quá ý rồi các bạn ạ. Thôi được các bạn mỏi quá. Bánh cố lên. Bánh cố lên. Đau. Đau hết cừ các bạn ạ. Nào đớp cố lên, lên cố lên bách đớp đi bách ơi đớp nha rồi lát nữa đi tập tễnh đố bách chỉ đớp rồi đấy rồi. Tới đấy tới cố lên sắp vào rồi vào đớp đớp vào mũi các bạn ơi
Cố lên. Cố lên. Đau quá các bạn. Ôi, cố lên. Ôi, con được rồi. Cố lên. Cố lên. Wow. 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 Cho đất cuống. Cho đất cuống. Ui. Để ăn thế lại thua rồi, không bảo hết. Ôi, mà... người ta phải cho đất cuống luôn. Đây, ăn cả vỏ mà anh. Ui. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên, sắp được rồi. Cố lên. Ừ. Rồi, sắp hết rồi. Đứt. Đứt. Rồi. Thế được rồi. Rồi. Rồi, Bách không phải ăn nữa. Không phải ăn nữa. Bách không phải ăn. Ăn.